Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay shop Hai Bánh sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể tự chọn loại nhớt phù hợp với chiếc Honda Winner 150 của các bạn. Và video đầu tiên thì mình muốn chia sẻ cho các bạn cùng biết một thông tin là trong vài năm mà khi mà shop Hai Bánh kinh doanh những dòng nhớt thì shop nhận ra được một điều rằng những sản phẩm mắc tiền nhất chưa hẳn là những sản phẩm tốt nhất và phù hợp cho dòng xe của bạn, vì nó tùy thuộc vào nhu cầu của xe cũng như là những nhu cầu di chuyển của các bạn trong đường phố. Honda Winner 150 là một chiếc xe có một thiết kế thể thao và ấn tượng. Đó là lý do hiện tại là rất nhiều giới trẻ đang lựa chọn nó để có thể hoàn thành những tour xa hoặc là đi phượt cùng bạn bè. Và để chăm sóc được chiếc xe Honda Winner 150 này, chúng ta cần phải trang bị một số kiến thức, và trong đó nhớt là một trong những yếu tố quan trọng. Vậy hai câu hỏi được đặt ra là: một, chiếc xe Winner của các bạn sử dụng loại nhớt nào là phù hợp? Hai, đó là bao lâu thì chúng ta nên thay nhớt chiếc xe Winner? Và nhớt rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới sự vận hành mượt mà của chiếc xe trên những con đường. Nhớt xe máy là một phần rất quan trọng, nó giúp cho cái việc động cơ được bôi trơn cũng như bảo vệ máy. Đó là một trong những yếu tố giúp cho chiếc xe có thể vận hành êm ái và mượt mà. Hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều cái loại dầu nhớt xe máy với rất nhiều thương hiệu đến từ các nước khác nhau, với những thông số trên hộp nhớt cùng với giá bán chênh lệch cũng khá là nhiều. Không phải thì người tiêu dùng nào cũng có thể hiểu được. Vì vậy trước tiên mình sẽ giải thích cho các bạn cái thông số đó để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt. Đầu tiên đó chính là chỉ số SAE. Thông số này rất quan trọng, thể hiện độ đặc loãng của dầu nhớt và được lựa chọn tùy thuộc vào từng loại xe, tình trạng cũ mới. Ví dụ là 10W40. 10W là cấp độ nhớt khi khởi động xe. Con số càng nhỏ thì nhớt càng loãng. Dòng nhớt dễ dàng luân chuyển, giảm ma sát nội, giúp cho xe dễ dàng khởi động và tiết kiệm nguyên liệu. Lấy số 10 trừ cho 30 thì nhớt có thể khởi động ở mức là -20°C. Còn nếu thấp hơn nhiệt độ này thì nhớt sẽ bị đông lại, làm động cơ khó hoặc không thể khởi động, buộc ta phải xài nhớt có nhiệt độ khởi động thấp hơn. Tuy nhiên thì điều này chỉ quan trọng ở các nước xứ lạnh. Nước ta thì ít khi nào mà có nhiệt độ khoảng tầm dưới 0 độ C lắm, nên không cần phải chú ý điều này. 40 là cấp độ nhớt khi động cơ đã vận hành ổn định. Số càng cao thì nhớt càng đặc, giúp bảo vệ động cơ khỏi ma sát trong điều kiện khắc nghiệt. Tuy nhiên, nếu nhớt đặc quá sẽ làm giảm công suất của động cơ, chạy không còn được bốc, mắt bích sẽ bị ảnh hưởng và xe chạy sẽ có cảm giác là ì, lì và nặng. Tiếp theo đó chính là tiêu chuẩn ABI. Đây là tiêu chuẩn phân cấp tính năng của dầu và được ký hiệu bởi hai chữ cái phía sau của ABI như là ABIFF, ABISG, ABISL. Chữ cái càng về sau, tính năng bảo vệ động cơ sẽ càng cao. Và để đạt được cấp nhớt cao, đòi hỏi các nhà sản xuất phải thêm các phụ gia chất lượng để nâng cấp nhớt. Vì vậy giá thành cũng sẽ tăng lên. Ví dụ, dầu nhớt có cấp nhớt ABISL sẽ tốt hơn ABISG. Hiện nay thì nhớt có cấp nhớt là ABISN là cao nhất. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là loại nhớt tốt nhất mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như công nghệ và các loại phụ gia. Tiêu chuẩn Yaso MA và MB là tiêu chuẩn của Nhật Bản dành riêng cho dầu nhớt xe máy 4 thì. Dầu nhớt Yaso MA hoặc MA1, MA2 có hệ số ma sát cao nên thích hợp với các loại xe số. Yaso MB thích hợp các loại xe có hệ truyền động tự động như xe tay ga. Và các bạn hãy đặc biệt lưu ý ở chỗ là xe số không được xài nhớt của xe tay ga, vì nó sẽ làm tuột nồi khiến tổn hao công suất động cơ truyền ra bánh sau. Xe sẽ không tăng tốc, giảm tốc tốt và có thể làm bộ nồi nhanh chóng hư hỏng. Và tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để phân loại nhớt. Có tổng cộng 3 loại nhớt hiện nay trên thị trường. Đầu tiên là nhớt tổng hợp, 2 là bán tổng hợp, 3 là gốc khoáng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt cũng như là lựa chọn để phù hợp với nhu cầu của các bạn. Đầu tiên, mình sẽ nói đến đó chính là nhớt gốc khoáng. Đây là loại rẻ tiền nhất trong các loại nhớt vì nó có dầu gốc khoáng là thành phần chủ yếu. Ở đây anh em nên hiểu rõ là dầu gốc khoáng là được chế biến từ dầu thô nên cái độ bôi trơn không tốt và không có tính ổn định cao, dễ mất độ bôi trơn khi quá nóng hoặc quá lạnh. Trong quá trình sử dụng sẽ sinh ra nhiều cặn bẩn. Loại này chỉ phù hợp cho các bạn ít chạy hoặc là đi làm mỗi ngày trong thành phố. Không nên sử dụng cho những xe đi chạy tour, đi đường xa, chạy tốc độ cao. Các loại xe công suất lớn ít nhất là nên thay khi ở 1.000 km trở lại. Tiếp theo là nhớt bán tổng hợp. Trên chai sẽ đề chữ là Semi Synthetic hoặc là Synthetic Base. Với chai Motul 3001 thì sẽ có tên gọi là Techno Synthesis. Là nhớt có thành phần dầu gốc là dầu bán tổng hợp, một ít dầu tổng hợp và một ít dầu khoáng tự nhiên. Nhớt gốc bán tổng hợp được tạo ra nhờ sự pha trộn với dầu khoáng gốc
và dầu tổng hợp để cải thiện tính năng bôi trơn và có trở thành thấp hơn nhớt tổng hợp. Loại bán tổng hợp cũng đạt đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn về nhớt, khuyến cáo các bạn là nên thay thường xuyên ở 1.000 hoặc là 1.500 cây. Cuối cùng, đó là loại nhớt tổng hợp cao cấp. Trên chai nhớt sẽ đề chữ là full synthetic hoặc là 100 synthetic. Là nhớt có thành phần dầu gốc là dầu 100% tổng hợp. Cho được tổng hợp bằng công nghệ nên nhà chế tạo nhớt quyết định được sự đồng nhất trong thành phần phân tử dầu. Ngoài ra thì còn được bổ sung các phụ gia chất lượng cao. Từ đó làm cho nhớt tổng hợp có tính bôi trơn cực kỳ cao trong thời gian sử dụng lâu bền và ít hao nhớt. Khuyến cáo rằng phù hợp cho các bạn là yêu xe, chăm muốn chăm sóc xe, thích hợp cho dành cho các bạn sử dụng xe trong tốc độ cao, đi tour xa trong điều kiện khắc nghiệt. Tuy loại nhớt này giá thành tương đối cao nhưng chất lượng thật sự là tuyệt vời. Và thời gian sử dụng nhớt cũng khá lâu, từ 2.500 km tới 4.000 km tùy loại. Việc kéo dài thời gian thay nhớt sẽ giúp bạn đỡ mất thời gian cho việc thay nhớt hơn các loại khác. Nãy giờ thì mình đã giải thích hầu hết các thông số trên chai nhớt. Tuy nhiên thì mình tin chắc rằng nhiều bạn ở đây vẫn còn khá là mơ hồ. Nếu các bạn nhìn sách hướng dẫn mà Honda khuyến cáo cho chiếc Winner 150, các bạn có thể thấy rằng Honda khuyến cáo mức nhớt mà có thể cho phép thấp nhất đó chính là 10W30. Thật ra cái thông số này phù hợp dành cho các bạn chạy ở đô thị cũng như là những con đường ngắn. Nếu các bạn chạy tour xa hoặc trong điều kiện khắc nghiệt về nhiệt độ thì các bạn có thể lựa chọn một thông số nhớt có cấp nhớt tốt hơn như là 10W40 hoặc là 5W40 để có thể bảo vệ cũng như là làm cho chiếc xe có thể vận hành mượt mà hơn trong những chuyến đi tour xa đó. Tác dụng vẫn duy trì sự êm ái cho động cơ và bảo vệ các chi tiết ít bị hao mòn hơn. Có nhiều bạn sử dụng nhớt 10W50 để chạy trong đô thị thì không cần thiết lắm, vì nhớt này đặc và khuyến cáo sẽ làm nặng máy, tiêu hao công suất, khuấy đều dầu làm động cơ nặng nề hơn. Đôi lúc làm việc tản nhiệt lại diễn ra kém hơn. Có câu nói thì tiền nào của đó. Đối với những bạn yêu xe và muốn chăm sóc chiếc xe của mình thật tốt thì hãy cẩn thận lựa chọn các dòng nhớt tổng hợp cao cấp. Vì đó là các loại nhớt được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất, có các phụ gia chất lượng cao đảm bảo cho xe bạn được bảo vệ khỏi các tác nhân như là ma sát và nhiệt độ. Dù có chạy ở tốc độ cao liên tục thời gian dài trong các chuyến đi tour vượt xa, nhớt cũng được xài lâu hơn. Những sản phẩm tiêu biểu cho dòng nhớt cao cấp có thể kể đến chính là Motul 300V, Maxima Extra 4, Quantronic XM, Liwi Moly, Mobi One, Amsoy Magic, Edinon Repsol Racing. Đây đều là các loại nhớt được các anh em biker đánh giá cao trong thời gian qua. Thương hiệu đã được khẳng định khá vững chắc. Các loại nhớt có thể sử dụng từ 2.500 km đến 4.000 km tùy theo điều kiện vận hành. Với các loại nhớt mà mình đã kể trên thì có mức giá khá là cao, tầm khoảng từ 300.000 trở lên. Nhưng vẫn có một sự lựa chọn dành cho các bạn yêu xe, đó một loại nhớt có giá thành thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng, không thua kém bao nhiêu, và cái quãng đường mình có thể sử dụng cũng không thua kém nhiều. Đó là các loại nhớt như Shell Ultra, Motul Hightech, Liwi Moly Street, Amsoy Performance, Top One Evolution, Wolver Racing. Liwi Moly Formula. Với các loại nhớt này thì bạn nên thay nhớt ở tầm khoảng 1.500 km tới 2.000 km tùy vào cách chạy và quãng đường. Còn nếu các bạn không thường xuyên đi xa và chạy tốc độ cao thì vẫn có một sự lựa chọn ở phân khúc nhớt thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo độ bôi trơn và bảo vệ động cơ cho xe của mình. Ở loại nhớt này các bạn nên thay sớm sau quãng đường khoảng tầm 1.000 km. Có thể kể ra đó chính là Motul 3001 Silver hoặc là Shell AX7. Và có một lưu ý rằng đó chính là dung tích thay nhớt của chiếc Honda Winner đó chính là 1.1 lít. Có nhiều thợ thì họ không biết điều này nên họ chỉ thay khoảng tầm 1 lít. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thứ nhất là độ bôi trơn của động cơ, thứ hai là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trục cam không thông qua bạc đạn như exciter. Khi thiếu nhớt đi thì trục cam này sẽ rất là dễ bị xước, và sau này nếu các bạn muốn sửa chữa và thay thế thì sẽ tốn một chi phí rất lớn. Nên một lưu ý cực kỳ quan trọng đó chính là các bạn phải thay nhớt cho Honda Winner 150 đó chính là 1.1 lít.
nhất thiết không được dùng vòi hơi xịt vào máy mà chỉ cần nghiêng xe để nhớt xả ra một cách tự nhiên. Vì trong bình khí nén có hơi nước ngưng tụ, khi xịt vào sẽ làm nước vào khoang máy, rất có hại. Ngoài ra cũng có một số tiệm sử dụng máy hút nhớt, thì việc này có thể không hút hết được nhớt cũ cũng như cái cặn bẩn nằm sâu ở bên trong. Khi siết ốc nhớ siết lực vừa phải, tránh làm nứt lốc. Rất phiền phức, và sau khi đổ nhớt mới vào, ta nên nổ máy khoảng chừng 1 phút rồi hẳn chạy. Nếu có đi xa thì nên dừng nghỉ ngơi sau mỗi 100 km để máy móc được nghỉ ngơi và hạ nhiệt, thì xe sẽ bền bỉ và mạnh mẽ hơn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cảm nhận chiếc xe Honda Winner sau khi đã thay nhớt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi động chiếc xe khoảng tầm 1 phút để nhớt có thể được bơm lên các chi tiết của động cơ. Chúng ta nghe xem là xe nó có bị rung hay không, có bị kêu lớn hơn hay không. Và chúng ta sẽ kiểm tra là cái khả năng vô số của xe nó đã mượt mà hay chưa. Và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm cái chiếc xe Honda Winner đã được thay nhớt trên đường phố nhé. Sau khi thay nhớt, các bạn có thể tự cảm nhận về nhớt của mình như độ êm ái của máy khi khởi động, độ rung của xe, độ vọt, bốc của xe, sang số êm ái hơn lúc trước hay không. Đôi lúc có thể ảnh hưởng đến tốc độ tối đa, sức nóng. Và sau khi mình đã trải nghiệm chiếc Honda Winner sau khi thay nhớt thì chúng ta hãy để xe nghỉ khoảng tầm 15 phút và chúng ta hãy kiểm tra xem là nhiệt độ của xe có nóng hơn so với nhớt cũ hay không. Và nếu mà các bạn có đồng hồ đo nhiệt thì càng tốt hơn rất là nhiều. Thực sự
Hiện nay công nghệ của các loại nhớt cũng như các hãng nhớt gần như nó tương đồng và các thông số không thua kém nhau là bao nhiêu. Tuy nhiên, Shop 2 Bánh có một lời khuyên dành cho các bạn: không có loại nhớt nào tốt nhất, chỉ có loại nhớt phù hợp với nhu cầu của xe và chính cá nhân của các bạn mà thôi. Và để tránh cái tình trạng mua nhầm phải nhớt giả, nhớt kém chất lượng và nhớt không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng chiếc xe của các bạn, thì các bạn hãy đến ngay tới các trung tâm mua bán nhớt uy tín và chính hãng như Shop 2 Bánh để được hỗ trợ cũng như là thay nhớt như đúng quy trình. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của Shop 2 Bánh. Mọi thắc mắc về sản phẩm các bạn có thể truy cập website nhotchinhang.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Clip này được thực hiện tại Shop 2 Bánh, là hệ thống cửa hàng chuyên phân phối đồ chơi, phụ tùng xe máy chất lượng cao trên toàn quốc. Tại cửa hàng chúng tôi có rất là nhiều loại nhớt chính hãng được ưa chuộng trên thị trường hiện nay như Motul, Liquimoly, Repsol hay là Extra. Bên cạnh đó thì hệ thống cửa hàng chúng tôi còn cung cấp rất là nhiều loại vỏ xe chất lượng cao đến từ những thương hiệu uy tín như Michelin, Pirelli, Dunlop, Michelin hay là Continental. Cùng với đó là hàng loạt các phụ tùng thay thế như bình ắc quy, nồi xe ga, xe số và một số phụ tùng trang trí thuộc Racing Boy, Shaffer hay là các loại đèn xi nhan LED bao tay đồ chơi. Kết hợp cùng đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, cẩn thận, chu đáo sẽ làm cho chiếc xe yêu của bạn không chỉ vận hành tốt hơn mà còn trở nên đẹp và cá tính hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem clip.